Rồi xin kính chào quý toàn thể anh em chiến hữu Hoàng Sa và tất cả những anh em đồng nghiệp luôn ha. Thì tiếp nối những video và những cái sản phẩm trước nha anh em. Là hôm nay cũng xin phép lên video và trả hàng cho anh em chiến hữu tiếp theo bên em nha. Thì đây hôm nay trả hàng cho bốn anh em chiến hữu tiếp theo ha. Hai anh em ở An Giang và hai anh em ở Vĩnh Long nha anh em. Anh em ở An Giang thì con máy là 16 phép lớn nha. Là phiên bản là cầm mẫu cải tiến nha anh em. Đó. Và anh em An Giang tiếp theo là con máy 10 phép nha. 10 phép DB3 quyền thoại ha, đánh tầm trung. Là độ sâu tầm 2m, 2m rưỡi nước cho lợi nha. Còn đây là hai cái máy 8 phép về Vĩnh Long, là đây là khách quen hết nha anh em. Thì anh em nào có nhu cầu cứ liên lạc trực tiếp anh em ha. Nó thì đây mẫu 16 phép là chuyên thì một vợt mẫu cả tím anh em đây. Trả hàng cho anh em ở An Giang ha. Đây. Thì máy có tính năng như sau, thì họ tổ chức năng đầy đủ cho anh em mình nha, như là chống kẹp ngược, chống chập vợt, chống quá tải quá dòng, chống giật cò bóp. Và có thêm một tính năng cải tiến, thêm một tính năng mới cho anh em mình luôn là chống giật khi cò bóp mình rớt nước nha. Đây có cái nút này nè, anh em nói cộng dây kèm thêm và cập vô cái dây vợt ha, quên đó, đổi dây cò bóp nha, cập thêm đường dây cò bóp để gần ở chỗ đoạn dây cò bóp, khi nào cái cò bóp rớt nước và đồng thời dây để rớt nước là máy sẽ tự động ngắt, bóp cò không kêu nha. Còn hai cọc điện ra là khác màu nha anh em, đây đỏ với đen. Còn hai cọc cùng màu đây là cò bóp nha. Còn đây chỉnh tần số mạnh yếu nè. Còn nút này chỉnh là đánh băm với đánh lì. Mình bật vặn hết nút màu vàng này xuống đây là đánh lì nha. Có ghi chữ này rõ ràng cho anh em mình nè. Ha. Còn đánh băm xung mở lên đây. Còn đây chỉnh tần số mạnh yếu. Và theo cấu hình của máy thì mở thêm cho anh em mình cấp áp 220 và 110 cho anh em đánh nước cạn nước sâu. Trong trường hợp mà anh em mình chuyển cho nó phù hợp đánh hiệu quả cao ha. Đây nội thất vào trong máy nha, mẫu cải tiến nha nè. Chạy với biến áp E65 ha. Rồi đây là dàn công suất nè. Còn đây là phần băm ha. Thì tích hợp cho anh em mình cái quạt auto luôn nha nè. Rồi còn những con máy này đã test rất nhiều trên video rồi ha. Nên đây chỉ thông báo cho anh em mình chuẩn bị nhận hàng thôi. Còn xem phép test con máy này nha, cho anh em mình cảm nhận âm thanh của máy. Nói chung là có anh em ở Vĩnh Long đó, nói chung là thông báo cho anh vậy thôi ha, anh kia kêu yêu cầu cũng là gian mặt danh ha, thì cũng đồng ý với anh luôn. Và đây thì có anh mua thêm một cái vợt với chĩa nè, nó cứ nói lên vậy là anh là biết là máy của anh rồi ha. Thì anh mua trước bên em là máy 6 rồi anh em, giờ ủng hộ thêm con máy 8 với mua thêm cái bộ vợt chĩa này nè ha. Hàng sẵn cho anh một đoạn dây luôn, anh em về mình dụ mình cái cần mình muốn tra sâu vô tới đây á thì anh em cứ quấn keo đen á, quấn giáp đi tới đây ha. Còn nhiêu đây thì mình cứ bẻ co ra, bẻ thẳng ra giùm em xài nha. Còn cái vợt cũng vậy luôn, hàng sẵn một đoạn anh cho anh cứ ngắt đây ha. Đó, hàng vô. Còn mình quấn sát vô đây. Giờ mình trồng cái cán vợt á, trồng vô, còn này cứ co lên cặp theo cây mình, còn đoạn dây này mình nói vô cái dây nhà mình nha. Rồi cò bóp mỏ tặng cho anh em mình, cò bóp khiếp đồng là mỗi dây vậy là 3m nè, cho anh em mình xài đã ok nha, khiếp đồng dày dặn nha anh em. Rồi test sơ lược cho anh em mình ha, cái con máy này chung là chủ nhân máy, là chung là máy này là chủ nhân đang đến nhà nhận máy nha anh em, đang đợi lấy ha. Nhưng mà anh có yêu cầu là không có quay, nhưng mà mình phải tôn trọng ý kiến của chủ nhân máy ha, thì cứ nói nôm na vậy là cho anh em mình tham khảo thôi. Rồi thì test chế độ đánh lì trước nha nè, tần số đang để mức thấp nha. Đây máy này bao rupee cho anh em mình luôn nha. Đó. Còn muốn đánh trộn xung thì mình mở lên ha. Đây xung rộng xung hẹp tùy chỉnh nha, tùy mặt cá, tùy cái mực nước mình chọn. Rồi ok anh em ha, anh em thì máy đơn giản thôi, hai chế độ đánh nè, và tần số thì tùy mặt cá mình can thiệp tần số khác nhau. Thank you.
Rồi em xin phép kết thúc video nha anh em. Để đóng gói trả hàng cho anh khách về nhà anh đường xa còn chuyến nữa ha. Còn những con máy này thì theo phiên bản trước á, là hộp màu trắng nha. Nhưng mà giờ hiện tại thì bên em đang về màu đen. Nói chung là cấu hình cũng như nhau thôi anh em, chỉ khác màu hộp thôi. Nắp bóng nắp trong cũng có, nắp đục cũng có tùy nhu cầu. Còn hai nút đây thì cũng là tần số chỉnh mạnh yếu ở giữa nè. Hai nút hai bên là điện ra nha. Còn công tắc đây là đánh lì đánh băm cũng như những mẫu bình thường trước thôi. Rồi ok anh em mình ha, cũng tránh mất thời gian để xin kết thúc video sớm nha. Rồi xin trân trọng kính chào anh em mình. Anh em nào có yêu quý xin liên lạc trực tiếp với anh em số điện thoại số Zalo ghi trên màn hình nha anh em ha. Rồi giờ những đơn hàng tiếp theo của anh em có thủ đặt của anh em rồi đó thì khi nào hoàn thiện em sẽ có video trả hàng cho anh em mình nếu có thời gian trống nha. Còn không thì em chỉ chia sẻ riêng cho chủ nhân máy thôi. Nó không còn thời gian rảnh thì sẽ chia sẻ riêng cho anh em mình tham khảo luôn. Rồi trong video có gì sai sót mong anh em thông cảm bỏ qua giùm ha. Rồi xin kết thúc video nha anh em. Và hẹn gặp lại anh em vào những video và những sản phẩm tiếp theo anh em nha.